Việt Nam, Ba Lan còn nhiều dư địa hợp tác về nông sản thực phẩm. Hai quốc gia có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng sản phẩm của hai bên về cơ bản không cạnh tranh trực tiếp mà hỗ trợ hiệu quả cho nhau. Đây là khẳng định của các đại biểu Ba Lan tại chương trình Thương mại Việt Nam-Ba Lan trong lĩnh vực thực phẩm đồ uống vừa được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Châu Âu đầy hương vị, truyền thống và chất lượng do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm quảng bá các sản phẩm nông sản, thực phẩm và đồ uống của châu Âu ra thế giới. Ba Lan hiện là bạn hàng số 1 của Việt Nam tại khu vực Đông Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Ba Lan ngoài EU. Việt Nam xuất siêu sang Ba Lan, nhưng tốc độ tăng trưởng giá trị nhập khẩu của Việt Nam từ Ba Lan đang tăng nhanh hơn giá trị xuất khẩu sang thị trường này, đã cho thấy cán cân thương mại đang dịch chuyển theo hướng cân bằng hơn. Ba Lan hiện có nhu cầu lớn những mặt hàng thuộc thế mạnh xuất khẩu của Việt Nam như gạo, cá tra, cá ba sa, tôm, sản phẩm xoài, dứa, chanh leo, cà phê, hạt điều. Ngược lại, Ba Lan có thể cung cấp cho Việt Nam nhiều mặt hàng như thực phẩm tươi và chế biến, trái cây tươi và đóng hộp, chiết xuất trái cây đậm đặc, thịt bò, thịt cừu, thịt heo có chất lượng cao, được sản xuất theo tiêu chuẩn của EU. Các doanh nghiệp Ba Lan đặc biệt quan tâm và lựa chọn Việt Nam làm điểm đến để giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao của mình, vì Việt Nam nằm trong khu vực thị trường sôi động của khu vực Đông Nam Á và có những cơ sở hạ tầng tốt cho việc phát triển thương mại. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được biết đến với thị trường dân số trẻ năng động. Ngoài ra, với tình hình kinh tế chính trị ổn định, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, là quốc gia tham gia ký kết hàng loạt hiệp định thương mại tự do, hoạt động thương mại song phương Việt Nam-Ba Lan được hỗ trợ đắc lực bởi các cam kết trong EVFTA sẽ giúp sản phẩm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.